Anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo quá nhẹ. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng COVID đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình riêng mình được khi các bạn anh tóc bạc hao gầy. Sáng nay tin từ nước Mỹ xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sự sống. Thương Iran muốn trái tim lay động, hơn ngàn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rời đại lục Trung Hoa, cả thế giới chỉ một màu tan tóc. Lo về nhà, trái tim anh chợt khóc. Sợ dịch đến mình sợ mất một người thân. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo quá nhẹ. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng COVID đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình riêng mình được khi các bạn anh tóc bạc hao gầy. Sáng nay tin từ nước Mỹ xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sự sống. Thương Iran muốn trái tim lay động, hơn ngàn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rời đại lục Trung Hoa, cả thế giới chỉ một màu tan tóc. Lo quê nhà, trái tim anh chợt khóc. Sợ dịch đến mình sợ mất một người thân. Em ơi, nếu ngày mai anh mãi xa vời vời, đừng khóc nghe em, đừng khóc nghe em, đừng khóc nghe anh mãi xa vời vời. Đừng khóc nghe em, đừng khóc nghe em, đừng khóc nghe em.